Từ tứ thiền xuất nhập diệt tận định. Từ diệt tận định xuất nhập không vô biên xứ. Từ không vô biên xứ xuất nhập diệt tận định. Từ diệt tận định xuất nhập thức vô biên xứ. Từ thức vô biên xứ xuất nhập diệt tận định. Từ diệt tận định xuất nhập vô sở hữu xứ. Từ vô sở hữu xứ xuất nhập diệt tận định. Từ diệt tận định xuất nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Từ phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất nhập diệt tận định. Từ diệt tận định xuất nhập sơ thiền. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo, đối với các định thù thắng, thuận nghịch quan lại thứ lớp vượt qua an trụ tự tại. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát, tuy đã được bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, đã tu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà không chấp quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoãn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác, hoặc vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo nên làm cho các hữu tình phát sanh bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, làm cho chứng đắc quả dự lưu cho đến quả A-la-hán độc giác Bồ Đà, hoặc làm cho các hữu tình tu mười lực Phật cho đến trí nhất thiết tướng, làm cho chứng đắc vô thượng Bồ Đà. Này Xá Lợi Tử, các trí của quả thanh văn độc giác này, tức là nhẫn của Đại Bồ Tát. Này Xá Lợi Tử, nên biết Đại Bồ Tát này trụ địa vị bất thối chuyển, tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa mới có thể làm được việc này. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ sáu Ba La Mật Đa, sanh vào cung trời Đồ Sử Đa, nên biết Đại Bồ Tát ấy trong hiền kiếp này quyết định sẽ làm Phật. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy đã được bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đã được bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, đã tu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tâm hướng đến Bồ Đề thường không mỏi mệt bỏ bê, nhưng đối với Thánh Đế hiện chưa thông đạt. Này Xá Lợi Tử, nên biết, đó là Đại Bồ Tát nhất sanh sở hệ. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành sáu Ba La Mật Đa, ở trong các thế giới từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, nghiêm tịnh cõi Phật, hướng dẫn chúng sanh vào vô thượng giác. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này cần phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ sáu Ba La Mật Đa, thường siêng năng tinh tấn làm lợi ích hữu tình, miệng thường không nói lời vô nghĩa, thân ý không làm và nghĩ việc vô nghĩa. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành sáu Ba La Mật Đa, thường siêng năng tinh tấn làm lợi ích cho chúng hữu tình, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác đoạn trừ ba đường ác cho các hữu tình. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tuy an trụ đủ sáu Ba La Mật Đa, nhưng thường lấy bố thí Ba La Mật Đa làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, ban pháp cho chúng hữu tình tất cả mọi điều vui thích, thường không bê trễ, cần thức ăn cho thức ăn, cần nước uống cho nước uống, cần xe cho xe, cần y phục cho y phục, vân vân. Tùy theo nhu cầu của họ cung cấp đầy đủ các thứ cần dùng khác như hoa hương anh lạc, phòng nhà, đồ nằm, giường ghế, đèn sáng, lúa thóc, châu báu, vân vân. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tuy an trụ đủ sáu Ba La Mật Đa, nhưng thường lấy tịnh giới Ba La Mật Đa làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, thân ngữ ý đủ các luật nghi thủ thắng, khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập luật nghi như thế, làm cho mau được viên mãn. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát
Tuy an trụ đủ 6 ba la mật đa, nhưng thường lấy an nhẫn ba la mật đa làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, xa lìa tất cả các tâm sân giận, khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập an nhẫn như thế, làm cho mau được viên mãn. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tuy an trụ đủ 6 ba la mật đa, nhưng thường lấy tinh tấn làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, tu hành đầy đủ tất cả thiện pháp, khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập tinh tấn như thế, làm cho mau được viên mãn. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tuy an trụ đủ 6 ba la mật đa, nhưng thường lấy tịnh lự ba la mật đa làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, tu tập đầy đủ tất cả các định thù thắng, khuyên bảo các hữu tình cũng tu tập các định thù thắng như thế, làm cho mau được viên mãn. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tuy an trụ đầy đủ 6 ba la mật đa, nhưng thường lấy bát nhã ba la mật đa làm đầu, dõng mãnh tu tập các hạnh Bồ Tát, tu tập đầy đủ tất cả pháp quán, khuyên bảo các hữu tình tu tập thắng tuệ như thế, làm cho mau được viên mãn. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, hóa thân như Phật vào trong các cõi địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, hoặc cõi người hoặc cõi trời, tùy theo mỗi loài dùng ngôn ngữ của loài ấy mà thuyết chánh pháp cho chúng. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát an trụ 6 ba la mật đa, hóa thân như Phật đến khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương, giảng thuyết chánh pháp cho các hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật. Ở các cõi Phật lắng nghe chánh pháp, cúng dường cung kính, tôn trọng, khen ngợi, xem khắp các cõi Phật tướng thanh tịnh vi diệu tối thắng trong mười phương, liền tự mình phát sanh cõi Phật rất trang nghiêm thanh tịnh, an trụ trong đó, được các Đại Bồ Tát nhất sanh sở hệ giáo hóa, làm cho mau chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành 6 ba la mật đa, thành tựu 32 tướng của bậc đại sĩ, các căn nhạy bén thanh tịnh, đoan nghiêm, chúng sanh thấy đều kính mến, do đó hướng dẫn theo các căn theo ý muốn, làm cho dần dần chứng đắc niết bàn ba thừa. Như vậy, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, nên học thân ngữ ý nghiệp thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát tu hành 6 ba la mật đa, tuy được các căn nhạy bén nhưng không trọng mình khinh người. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm thường trụ thí giới ba la mật đa, cho đến khi chưa được địa vị bất thối, trong tất cả thời thường không đọa vào đường ác. Này Xá Lợi Tử, lại có Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi chưa được định vị bất thối chuyển,